Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Fulham và câu lạc bộ Luton. Đây là trận đấu thuộc vòng 5 giải ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Fulham trận đấu này sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp Luton với mức kèo là 0.75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0.5, mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 2.25, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Fulham và Luton thì Fulham bất bại trước Luton với 3 trận thắng và 2 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Fulham thì Fulham thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Luton thì Luton thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Luton nhé. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ, mặc dù là bạc hơi thấp, đó là Luton được chấp một trái nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Luton bị đánh giá cửa dưới và phải đi làm khách, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Fulham thì mình thấy là Luton họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa, hay là các bạn lựa mức kèo Luton được chấp một trái, nếu như có để thất bại trước Fulham với cách biệt là một bàn đi chăng nữa thì chúng ta chọn Luton, chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Mặc dù là 5 lần đối đầu thì Fulham họ chưa thua Luton, tuy nhiên thì phong độ của Fulham ở những lượt trận vừa qua thì nó cũng không mấy thực sự tốt cho lắm. Thì bắt đầu với cái phong độ rất là bết bát của đội chủ nhà thì sẽ là lần đầu tiên cho Luton đá bại được Fulham sau 5 lần đối đầu, không biết đến một chiến thắng trước Fulham thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tưởng mình ưu tiên chọn Luton lựa mức kèo được chấp một trái nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 2.25. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng không có nhiều mà thắng được ghi, với lại là phong độ của hai đội ở những lượt trận vừa qua thì nó cũng không thật sự là tốt, với lại là cái hiệu suất ghi bàn nó cũng còn hạn chế. Cho nên mình nghĩ trận cầu này nó cũng sẽ không có nhiều mà thắng được ghi đâu, do đó hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa không đều, một đều và cũng có thể là 1-0 nghiêng về cho Luton. Bạn nào tư tưởng mình ở thì ưu tiên chọn kèo xỉu nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là một trái. Thì đó hiệp 1 với cái sự mất phong độ của đội chủ nhà và Luton chơi với những đội bóng ngang ngửa thì họ chơi cũng khá là hay. Nhưng mà hiệp 1 Luton họ cũng sẽ không chịu thua trước Fulham đâu. Bắt đầu hiệp 1 Luton mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Luton được chấp nha. Và canh tài hạ dưới 1 thì vào nhẹ thôi. Còn không tin tưởng nữa thì cho qua. Chúc anh em may mắn.